Mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Trong video ngày hôm nay sẽ là lần đầu tiên trên channel của Trinh mà Trinh review về contact lens, kính ép tròng. Trước đây Trinh rất là quan ngại về contact lens, tại vì thứ nhất là mình không biết cách đeo như thế nào, thứ hai là mình có cảm giác rất là sợ khi mà kiểu lấy ngón tay thọc vào mắt như thế này, cho nên là lúc trước Trinh rất sợ và chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đeo contact lens cả. Nhưng mà kể từ sau lần đầu tiên khi mà Trinh trải nghiệm đeo contact lens và thấy được sự khác biệt giữa đôi mắt của mình và cả tổng thể gương mặt của mình trước và sau khi đeo lens, thì ngay lập tức mình đã bị cuốn hút bởi cái kính áp tròng này. Và kể từ lúc đó là mình tìm hiểu nhiều hơn và trải nghiệm nhiều loại contact lens hơn. Thì dạo gần đây Trinh rất là may mắn có cơ hội được trải nghiệm contact lens đến từ hãng DoEyes Việt Nam. Nhắc đến DoEyes thì chắc là mọi người ai cũng biết rồi, thì DoEyes là nhãn hiệu kính áp tròng lớn nhất ở Việt Nam và có nguyên một hệ thống chuỗi cửa hàng uy tín trên khắp toàn quốc luôn, cho nên là mọi người dù bất cứ ở đâu thì mọi người cũng có thể mua lens của DoEyes rất là dễ dàng. Gần đây DoEyes có gửi cho Trinh một bộ contact lens trong bộ sưu tập Little Lover, cho nên là trong video ngày hôm nay Trinh quyết định là sẽ thử những cái em lens này và chia sẻ với mọi người cảm nhận, cũng như là cho mọi người thấy được là cái sự thần thánh của contact lens, nó có thể thay đổi gương mặt, trang điểm, make up của mình như thế nào ha. Đặc biệt thì trong video này DoEyes còn gửi đến những món quà cho các bạn, cho những shopee của mình. Thứ nhất đó là DoEyes có gửi cho Trinh một cái code giảm giá, giảm tới 100.000 cho đơn hàng trên 350.000, thì gần như là 30% luôn rồi, là một cái mức giảm giá rất là lớn. Trinh sẽ để code giảm giá ở đây, mọi người nhớ khi mà mua hàng thì nhập cái code này vào nha, thì mọi người sẽ được giảm giá. Cái thứ hai là DoEyes cũng rất là hào phóng đã gửi đến cho Trinh 5 phần quà, đó là 5 bộ contact lens gửi đến 5 bạn may mắn nhất sau khi xem video ngày hôm nay. Thì nếu mà mọi người muốn biết cách tham gia giveaway như thế nào thì mọi người nhớ xem đến hết video này nha. Với những bộ sưu tập ra đời trước của DoEyes thì bộ sưu tập Little Lover lần này mang một phong cách rất là cổ điển, nên là các vân lens cũng được thiết kế theo một style rất là bí ẩn, nhẹ nhàng và không có bị quá là tây. Khi mà mình đeo vào thì tạo cho mình một cái cảm giác là trầm ấm, sâu lắng, ánh mắt cực kỳ thu hút luôn. Và Trinh nghĩ bộ lens này là chìa khóa để cho mọi người nếu muốn sở hữu một cái khí chất nữ thần. Trong bộ sưu tập Little Lover thì có tổng cộng là 4 màu lens. Màu thứ nhất là Mystery, màu thứ hai là Chloe, màu thứ ba là Lover và màu cuối cùng là Lila Choco. Trong video này Trinh sẽ chia sẻ với mọi người 3 trên tổng 4 màu lens của bộ sưu tập này nhé. Đầu tiên sẽ là màu Mystery. Đây là một màu xám muôn huyền. Kích thước em này thì khoảng 14.3, cho nên là nó cũng giãn tròng to một chút nhẹ nhẹ, làm cho mắt của mọi người trở nên to hơn. Và màu lens này thì thích hợp với phong cách cổ điển, dành cho những bạn gái nào mà thích những cái phong cách cổ điển, sang trọng, truyền thống thì triển ngay màu lens này nha. Đây là lần đầu tiên mà Trinh thử một cái màu lens xám luôn. Thật sự lúc đầu mình rất là ngại khi mà thấy màu lens xám, thì mình nghĩ chết rồi, khi mà đeo lên mắt thì chắc là nhìn rất là ghê và rất là sợ. Nhưng mà khi mà Trinh đeo lên thì ngay cả ông xã Trinh khi mà thấy cũng nghĩ là trời ơi, sao tự nhiên mắt em hôm nay lung linh lấp lánh quá, nhưng mà nhìn nó không hề giả một chút xíu nào hết. Thì đây là một trong những màu mà Trinh cực kỳ thích luôn. Hai, có tên là Chloe. Đây cũng lại là một màu xám nữa, nhưng mà đây là màu xám đá rêu, có ánh đá nhẹ nhẹ. Màu này là một màu rất là đặc biệt, Trinh không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà mọi người cứ nhìn vào mắt mình thì mọi người sẽ thấy cái sự đặc biệt của em nó. Vừa xám nhưng mà lại là ánh đá, nhìn nó rất là huyền bí. Theo đó là màu Lover. Màu Lover thì không theo tông xám nữa mà là một tông nâu, nhưng mà là một tông nâu thiên kim, có ánh rượu vang nha mọi người. Trời, mọi người thấy lạ không? Nâu nhưng mà nó hơi ánh đỏ rượu vang một chút. Đây cũng lại là một màu lens rất là đặc biệt. Khi mà đeo lên á thì nhìn cảm giác tự nhiên đến nỗi như là mình không hề đeo lens một chút gì hết, nhưng mà khi mà nhìn sâu vào thì mọi người sẽ thấy con mắt mình cảm giác như kiểu nó sâu thăm thẳm và có một chút gì đó rất là huyền hoặc và ảo diệu. Những màu lens trong bộ sưu tập Little Lover của DoEyes thì Trinh nghĩ đó là những màu rất là dễ dùng, là có những cái màu hơi khác biệt một chút xíu so với những cái tông màu mà mọi người thường
thường hay dùng, đó là màu xám và màu đỏ ánh rượu vang. Nhưng mà đối với cảm nhận của mình thì khi mình đeo cả ba màu lens này, mình đều có một cái cảm giác là rất là dễ dùng. Chính nghĩ những màu lens này thì phù hợp với rất nhiều hoàn cảnh. Những cái tông màu như là Mystery hoặc là Chloe thì mọi người có thể đeo ở một số cái hoàn cảnh hơi đặc biệt một xíu, như là đi tiệc sinh nhật, đi tiệc tối. Còn màu Lover thì Trinh nghĩ là mọi người có thể đeo hàng ngày đi học, đi làm. Cảm giác của Trinh khi mà đeo lens của Doe Eyes đó là, thứ nhất là cảm giác cực kỳ dễ chịu. Nhiều khi Trinh đeo mà Trinh còn quên mất là mình đang đeo lens luôn. Đây là một cái cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng lens trước đó mà Trinh thử. Cho nên là Trinh thấy lens của Doe Eyes nó rất là mỏng. Mọi người đeo thì vừa tự nhiên lại vừa dễ chịu, không hại mắt, không tạo cảm giác khó chịu. Nói chung là rất rất là tốt. Chất lượng lens của Doe Eyes thì đã quá là nổi tiếng rồi đúng không? Và Trinh đeo lens trong khoảng thời gian hơn 8 tiếng đồng hồ khi mà mình đi làm á, thì cảm giác cả ngày về mắt của mình cũng không có bị khô. Và thật sự là trong suốt quá trình đeo, nhiều khi mình còn quên mất là mình đang đeo lens nữa cơ. Khi mà mọi người mua lens của Doe Eyes á, thì những cái cặp lens này sẽ được đựng trong những cái hộ thủy tinh cứng cáp như thế này, để mà đảm bảo lens không bị trầy xước trong quá trình vận chuyển, cũng như là bảo đảm chất lượng của lens và để cho không khí bên ngoài nó không có lọt vào. Và mọi người còn được tặng cái hộp đựng lens nữa. Phải nói là các bạn bên Doe Eyes rất là chu đáo. Thì vừa rồi là những chia sẻ của mình về những dòng lens trong bộ sưu tập Little Lover của hãng Doe Eyes Việt Nam. Và đến đây thì chắc là đến phần hồi hộp nhất mà mọi người muốn theo dõi đúng không? Đó chính là thể lệ giveaway để có thể nhận được một cặp lens của Doe Eyes. Thể lệ giveaway cực kỳ đơn giản thôi. Cái thứ nhất đó là mọi người hãy subscribe vào kênh YouTube Trinh Mail. Cái thứ hai là mọi người hãy follow mình trên Instagram, Trinh sẽ để link trong phần description box. Và cuối cùng là mọi người hãy comment bên dưới trong video này. Cái thứ nhất là trải nghiệm của mọi người với contact lens như thế nào. Và cái thứ hai là màu lens mà mọi người thích nhất trong những cái màu lens mà Trinh chia sẻ trong video ngày hôm nay. Thì thể lệ chỉ có vậy thôi. Chúc tất cả anh chị em của tụi mình may mắn nha. Trinh sẽ công bố kết quả giveaway chắc là sau khoảng một tuần, và Trinh sẽ comment bên dưới, đồng thời pin cái comment đó lên trên đầu để mọi người có thể quay lại và xem là ai là người trúng giải ha. Đến đây thì video đã hết. Hy vọng là mọi người đã tìm thấy được những thông tin hữu ích và chọn được cho mình một màu lens ưng ý nhất của hãng Doe Eyes Việt Nam. Rất là cảm ơn Doe Eyes đã gửi cho Trinh những cái màu lens cực kỳ đẹp này, và đồng thời cũng rất hào phóng dành tặng những phần quà cho Shopee của mình nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video, và Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất nha. Bye bye.